Mới đây, mạng xã hội xôn xao với clip 8 phút của một hot girl từng xuất hiện trong phim Về Nhà Đi Con cùng vài bộ phim ăn khách trên truyền hình. Thậm chí, cô gái này từng là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020 với thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp. Đoạn clip dài 8 phút ghi lại cảnh ân ái mặn nồng của hot girl AT với một người đàn ông. Có vẻ cả hai đều chủ động trong việc lưu giữ khoảnh khắc riêng tư, chứ không hề có dấu hiệu bị quay trộm. Nhưng không rõ vì lý do gì mà clip bị phát tán tràn lan trên khắp các diễn đàn. Rất nhanh sau đó, Facebook của hai nhân vật chính đã trong trạng thái tạm khóa. Tuy nhiên, các thám tử mạng đã kịp moi được vài thông tin của người đàn ông xuất hiện trong clip. Với độ sắc nét và cận cảnh đến từng chi tiết trên cơ thể, gương mặt thì có lẽ họ khó lòng mà giải thích là bị cắt ghép được. Và thật đáng buồn thay, người đàn ông này đã có vợ rồi. Trên Facebook cá nhân cũng cập nhật trạng thái yêu vợ thương con, đúng chuẩn người đàn ông thành đạt, ông bố của gia đình. Trong một bài viết có nội dung như sau: "Vâng, rách rời rơi xuống, chúc mừng sinh nhật con trai yêu của bố." Và có vẻ anh ta tác cả Facebook vợ mình vào trong ngày kỷ niệm sinh nhật con trai 7 tuổi. Nhìn những hình ảnh ấy thì ai cũng phải ngưỡng mộ. Rất nhiều người suy đoán có thể anh ta đã ly hôn nên mới có mối quan hệ mới với hot girl AT. Cả hai đã đi du lịch cùng nhau và yêu đương mặn nồng đến vậy. Thế nhưng, nếu để ý mốc thời gian bài đăng trên Facebook, kỷ niệm sinh nhật con trai được nhắc lại hôm 8 tháng 4, chỉ cách thời điểm hiện tại hơn 1 tháng, thì khả năng cao là anh chàng này vẫn là hoa đã có chủ. Cư dân mạng vẫn miệt mài hóng thông tin của hai nhân vật chính và chờ họ chính thức lên tiếng. Theo tìm hiểu, hot girl AT sinh năm 1998, quê gốc Hà Nam. Cô vừa tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội. Ngoài Về Nhà Đi Con, T cũng tham gia vai phụ trong một số bộ phim ăn khách như Tình Yêu và Tham Vọng, Đại Gia Trên Đất. Trước đó, cô gái này từng gây chú ý khi đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc cực nổi tiếng năm 2020. Dù không đi đến cuối hành trình nhan sắc, nhưng với số đo 3 vòng 84, 57, 88, body của cô thực sự gây ấn tượng. Bị réo gọi trên các diễn đàn, nàng hot girl hiện đã vội vàng khóa trang cá nhân, tắt luôn nguồn điện thoại và không đưa ra bất cứ lời thanh minh nào. Dân mạng đang vô cùng tò mò liệu T sẽ làm gì sau khi clip nóng bị phát tán.